loại cây cảnh, cây cảnh kêu là môn xanh tay Phật đấy, trong 6 tháng vừa ra hoa. Cây này hiếm ra hoa lắm nghe các bạn, đang thấy rõ không đấy, hoa. Nhìn rất đẹp. Lần đầu tiên của tôi cũng thấy là cái cây này nó có hoa này. Nhìn rất đẹp. Chuyện kỳ lạ đây.